Để có được vở diễn nghệ thuật như Iona, những người nghệ sĩ đã phải dày công tập luyện phía sau sân khấu. Thậm chí họ đã bắt đầu từ cách đây 2 năm. Trong vở diễn Iona, môn nghệ thuật xương sống chính là biểu diễn xiếc. Và hai diễn viên chính của Iona cũng là hai nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi. Họ đến với xiếc tình cờ từ niềm ham thích của những đứa trẻ và sau đó là 5 năm lăn lộn trong trường xiếc. Lúc mới đầu mình nhìn thấy các anh chị thì ở trường xiếc làm thì mình cảm giác mình không làm được, khó lắm. Nghề xiếc rất là nguy hiểm vì trong tập luyện và biểu diễn chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể ngã và chấn thương. Nhiều lúc mình cảm thấy lạc lắm, mình muốn nghỉ. Mà duyên thế nào mình lại cứ tiếp tục tập bởi vì được đứng trên sân khấu, được diễn cho khán giả xem, được nghe tiếng vỗ tay của khán giả là mình thật sự là không còn gì bằng nữa. Sẽ mang lại cho em một cuộc sống có đam mê, có công việc của tuổi trẻ. Và điều quan trọng hơn, xiếc đã đem lại cho em một tình yêu đẹp, là một chàng trai cũng theo nghiệp xiếc. Và rất vui hơn là bạn gái là được đứng trên sân khấu Iona cùng mình, hai đứa cùng diễn cùng nhau. Cứ tự nhiên như thế, hai người nghệ sĩ trẻ này yêu xiếc cũng nồng nhiệt như cái cách mà họ dành tình yêu cho nhau. Lâu dài thì chả biết đến bao giờ, nhưng mà mình sẽ cố gắng ở với xiếc đến khi nào mình không thể nào làm được xiếc nữa thì thôi ạ. Và chắc chắn tình yêu ấy sẽ được thắp mãi bằng cả tuổi trẻ và đam mê.